Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong ngày 21 tháng 5 năm 2019, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự lại được chào đón một đoàn khách đến từ Bắc Linh. Vâng, đoàn khách này thì cũng đã rất là thân quen với cửa hàng, sắm rất nhiều các sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi. Và tiếp theo ngày hôm nay thì anh Mừng lại lựa chọn cho mình một cặp loa mới về. Vâng, sản phẩm này thì chưa được cửa hàng thông báo hàng về. Anh định chờ trong buổi chiều ngày hôm nay thì có cặp ship Tunberry cũng nguyên thùng mới về. Và ngay ngày hôm nay thì cặp loa Tannoy Sitalin còn nguyên thùng, chưa cả bóc tem, cũng đã có chủ và anh cũng lựa chọn thêm cho mình thêm một cặp dây AV của hãng Magnetoc. Hôm trước thì cửa hàng cũng đã gửi dây loa cho anh rồi. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì luôn cung cấp những sản phẩm chính hãng. Và trong những ngày gần đây thì cửa hàng về rất nhiều những cặp loa quý tộc, dòng loa của nước Anh, Sitalin GR, Tunberry GR hàng mới tinh. Vâng, chỉ một tiếng nữa thôi là cửa hàng tiếp tục lại cập nhật thêm một cặp Tannoy Tunberry GR. Vâng, những vị khách hàng có nhu cầu sở hữu cho mình những sản phẩm hàng mới tinh. Cháu đang về một cặp nữa, chắc một tiếng rưỡi nữa về đây. Vâng, những cặp loa Tannoy còn nguyên thùng hộp như vậy thì được rất nhiều anh em trên diễn đàn audio đánh giá rất cao về những sản phẩm như vậy, và cũng được rất nhiều anh em đã tin dùng những sản phẩm mà bên cửa hàng âm thanh Hạnh cung cấp ra thị trường. Vâng, cặp này cũng đã là cặp nô hàng vừa rồi này, thì cửa hàng về được rất nhiều những cặp này, và cặp nào về cũng đã có chủ ngay. Và cặp này thì anh cũng mua về với gia đình mình, anh đang ở nhà thì anh cũng để nguyên thùng như vậy, để khi xong nhà mới thì anh sẽ trưng bày và test thử. Vâng, âm thanh Đức Hạnh làm một clip ngắn như vậy thông báo cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết cặp loa Tannoy Sitalin nguyên thùng mới về, chưa kịp thông báo cũng đã có chủ theo anh Mừng về thành phố Bắc Linh ngày 21 tháng 5 năm 2019. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.